Vâng, xem và xiềng đến từ kết thủ số 1, còn Samurian đến từ kết thủ tí ở trong trận thi đấu thứ 3. Đây chỉ là một kèo đấu chạm 4 và nếu hoàn thành với cách biệt 4-0 trắng, số 1 sẽ được nghỉ ngơi sớm. Vì sau muộn. Vâng, chết với một đồng dân. Vâng, bởi vì sau vòng đấu này thì ta sẽ vâng tạm nghỉ. Xem xong. Chạm 4 sau còn về đúng không? Vâng, chạm 4. Chạm 4 xong là ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đánh xong là về. Làm 20 vòng sân kim cương VIP nữa. Là 20 hiệp nữa. À, vừa đẹp. Hay là qua nó cầm của anh về. Qua nhá. Qua đâu xong quá. Thắng rồi à? Thắng 4 câu à? Ủa. Ủa. Solo khỏe nhờ. Vâng, như vậy là tấm vé đầu tiên đã được xác định. Tấm vé đầu tiên vào với vòng thi đấu chung kết tổng cuối cùng đã được xác định. Và đó không phải là một game thủ top 1, mà đó chính là game thủ Quang Giao Thông với một cú poker 4-0 trắng trong vòng chưa đầy 30 phút. Quang Giao Thông là cái tên đầu tiên. Một pha poker trước chip điểm dài rất bất ngờ sau khi hạ gục Truy Mạnh, hạ gục No 1. Bây giờ thì đến lượt Quang Giao Thông đã hạ gục chip điểm dài và anh là người giành tấm vé đầu tiên đến với vòng chung kết tổng cuối cùng. Ở giải đấu AOE Star League năm 2016 thì chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức như một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp và chúng ta vẫn xem thường xuyên từ trước đến giờ. Vâng, 11 lượt cả đi và cả lượt đi và cả lượt về. Và sau đó thì tính điểm. Gần giống với Premier League hay còn gọi tắt là giải Ngoại hạng Anh mà chúng ta vẫn theo dõi hàng tuần. Và tất nhiên giải đấu này là giải đấu nói không với cao su, nói không với vé vớt. Rất nhiều chữ không ở giải đấu này. Không cao su, không vé vớt. No 1 mới đi mới được 1/2 chặng đường mà cái thủ Quang Giao Thông đã đi. 26 nông dân đến từ cái thủ No 1, nhưng đây là bài rất nghèo về đồ ăn. Bài xiang cũng rất nghèo về đồ ăn. No 1 đang tận dụng từng con hiêu và những con voi xa. Rất may là có bãi cỏ phủ ở trận thi đấu này mới có thể ép đời, nếu không bài này là quăng chắc chắn. Quay trở lại với trận thi đấu thứ 3 của thủ No 1 thì có lẽ rằng No 1 sẽ là người đánh cục. 26 đồng dân ở lên đời. Có lẽ vẫn cộng được 1 đồng dân nữa. Đây là BA. Đúng rồi, đây là BM. Dốc rách và không đóng được chiếc BM, khít với chiếc BE để có thể khung được nhà. Tiết kiệm. Không sao. 26 cộng 1 và kích ở 10-36. 10-36, chính xác là như vậy. Chuẩn bị kích cái trận gỗ và sau đó thì ra ruộng.
Vâng, bằng khít luôn, mỗi người dò 21%. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở phía bên kia Samurian đánh gì. Tầm này chưa có dò. Chứng tỏ một nhà Samurian nếu đánh chém à, vâng, chỉ số dò không tăng, khả năng Samurian cũng đánh cùng luôn. Cũng đánh cùng ngang phèo với Seng luôn, không hề sợ Seng. Lên đời xong rồi có khoảng 7 cái ruộng. Không, như vậy là hỗn mã đến từ cái thủ nô 1 chứ không phải là một bài đánh cùng. Không phải một bài thắng cùng hỗn mã. Chơi với nông dân Samurian là tương đối khó chịu. Ở nô 1 quyết định chơi bài hỗn mã chứ không phải là một bài thuận tiện. Một cái ruộng, đúng rồi. Một bóng ruộng nhẹ nhàng là 75 gỗ. Thêm một VA nữa. Và đang trên đường kích bánh xe. 2L2A. Tôi nghĩ là nên làm như vậy. Đúng rồi. Để tăng tính sát thương. 2L2A là điều chính xác. Những gỗ bây giờ đang là hơi đuối. Những bài gỗ đến từ cái thủ nô 1 đã bắt đầu xa dần và xa dần. Đẩy tân quân đầu tiên đi, như các bạn có thể thấy là phải đợi đến 2 nhịp thì tân quân đầu tiên mới được đẩy đi một cách đầy đủ. Một bài phải ra ruộng, phải cơ cấu. Ở cái thủ nô 1 đang chậm lại tốc độ sản quân. Nhưng có lẽ là những thời điểm sau với số lượng dân lên đến hơn 30 dân, tôi nghĩ là vẫn đều thôi. Tân đầu tiên, hỗn mã bao giờ cũng có lợi hơn so với cung R. Thuần tiễn ở trong những tân đầu tiên. Sự cơ động đến từ những con sọc đơn và khả năng áp sát đến từ những con sọc đơn là cực kỳ quan trọng. Vậy người điều hỗn mã hay là người điều sọc đơn hay? Thằng lại 44/52. Những pha vẩy e khá nhanh đến từ game thủ, đến từ clan Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sọc đơn bao giờ cũng được đẩy lên trước. Và mặt áp sát giữa sọc đơn và những con cung R bao giờ cũng phải được đặt lên đầu tiên. Và nô 1 đang có một tên điều hơi lỗi một nhịp. Thằng lại 48/52. Cái con cung R đã bắt đầu đông dần đông dần. Sọc đơn bao giờ lúc đầu có lợi, nhưng sau khi mà cung R bắt đầu tụ lực đông thì những con hỗn mã lại là đuối hơn so với những kích cung R. Năm mươi trên 52 vẫn chưa tăng được BA hoặc tăng được BL thời điểm hiện tại. Chặt gỗ cũng mới chỉ là chặt gỗ 1. Số lượng cung R đến từ game thủ 1-1, game thủ tí đã bắt đầu đông dần. Nhưng bây giờ các bạn có thể thấy là sự lợi hại đến từ sọc đơn là đây, là đây. Rất lợi hại. Vâng, sọc đơn hút đàm rất tốt. Thằng lại 54/68. Tăng nhà quân đi thôi. Không, đóng BC chứ không phải là tăng nhà quân. Khi mà lượng vàng đã đào đủ, nó một quyết định tăng lượng máu, tăng chất lượng nhiều hơn là số lượng. Thêm một nhà BG nữa. Quay ruộng xung quanh. Chỉ cần tầm khoảng 3 phút trong game nữa thôi là cái thủ nô 1 có thể tăng được những 2 nhà quân cùng một lúc. Và đảm bảo với một chất lượng quân là tốt hơn so với game thủ tí ở phía bên kia. Tham lai của nô 1 vẫn đang đè. Nhưng đây là tham dân, đè chủ yếu là tham dân. Chibor đang gặp ai nhỉ?
Như vậy Chip Boy đang gặp Chim Băng, còn Đô 1 đang gặp tí. Thêm một BA nữa chứ không phải là BL dành cho cái thủ Đô 1. Ba nông dân đang đứng ở trong nhà chính chơi không. Chiếc BS đáng lẽ phải được đóng trịch xuống phía bên dưới thì việc ăn gỗ sẽ được trở nên bền hơn. Ba nhà BA và hai nhà BL đều. Tất nhiên là chặt cố hai và là đầu máu. Còn phía bên kia không biết là đầu máu hay chưa. Tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu phía bên kia có đầu máu. Những con sóng đơn đến từ game thủ Đô 1 vẫn đang áp sát, đẩy cao lên phía bên trên và áp sát. Nhưng Đô 1 nên quyết định nên tính đến biện pháp một nhà chính mới để có thể ăn gỗ. Bạn này có lẽ là chưa dứt điểm được sớm. Chưa có thể dứt điểm được sớm. Để tốt nhất đóng một nhà chính mới ăn gỗ. Và sau đó tăng nhà quân một cách lên đều đặn. Một tên móc máy nhẹ nhàng đến từ cái thủ tí. Thêm một nhà BL nữa. Đúng rồi, BL mới thì ăn gỗ ở phía bên trên là chính xác. Mất dần nông dân ở ruộng nhưng bây giờ thì lượng thực vẫn có thể sóc đều những tên quân tiếp theo. Và nông dân sau ở nhà chính được sóc lên sẽ bù lại số lượng nông dân vừa mới nằm xuống. Không thành vấn đề nhiều. Đô 1 đang muốn có ý đồ O3 nhưng tôi nghĩ O3 tầm này chưa hợp lý. Lượng quân của mình là chưa quá vượt trội. Hơi khó chịu. Không, bây giờ thì game thủ tí mới là người ôm ngược chứ không phải là game thủ Đô 1 mới là người ôm. Sâu ở phía trong thả sóng đơn và bãi gỗ, sau đó thì kéo cục đờ về thì là tốt hơn. Cũng không cần luôn, chơi luôn cả sóng đơn và cả cục đờ lao luôn. Cực kỳ trâu quần. Vâng, ôm A, nơi chỗ ôm A luôn. Đây là một tình huống khó, một bài toán khó dành cho Đô 1. Vẫn đang chỉnh dần ruộng. Nhưng Đô 1 phải biết rằng BA vẫn đang bị ốp. Mà BL cũng vậy, tất cả nhà quân đang bị ốp. Một thời điểm chọn ốp rất hợp lý đến từ cái thủ 1 tới cái thủ tí. Những con cung R là có số lượng là tương đối đông. Tí yêu trận thi đấu này cũng rất to gan đánh với Xeng và dám đánh thẳng cung luôn. Nhưng đây là một sự mạo hiểm đang có được sự khích lệ nhất định. Nếu Đô 1 đỡ được tên này thì có lẽ Đô 1 sẽ là người giành chiến thắng ở trong trận thi đấu này. Đô 1 xem tham lai resize trong trận thi đấu thứ 3. Hơi đáng tiếc. Đô 1 đã quá tham dần. Xeng xăm. Đô 1 hơi tham dần. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 4.